sắn dây kim ngân nha bạn. Vì sao là kim ngân? Các bạn thử vô là sẽ biết cho mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nấu một món canh của người Hoa, canh sắn dây hay là củ sắn dây, như y như củ khoai mì lớn của mình. Thì người Hoa trong khu vực chợ lớn, khu chợ Thiết, chợ Hòa Bình thì đều có bán cái củ này. Là củ sắn dây người Hoa rất là ưa chuộng, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất là tốt nha bạn, rất tốt cho trẻ nhỏ. Thì món này mà mình nấu canh, mình kết hợp với thịt, gồm là món thịt nách. Các bạn có thể dùng thịt đùi hoặc là thịt sườn, bất cứ bộ phận nào bạn thích ăn, heo, đồ, tất cả các thứ mình thích thì mình bỏ vô mình nấu ha, nấu kèm mà. Thì này mình hướng dẫn các bạn, ở đây mình dùng thịt nách heo nha mọi người. Và nguyên liệu phụ liệu đi kèm là đậu đỏ. Ở đây nhà mình có sẵn đậu đỏ thì mình làm đậu đỏ. Thì trong mùa dịch Covid này mình nấu cho mọi người ở nhà, mình không có gì làm hết, mình làm một clip video chia sẻ mọi người. Thì ở nhà mình có đậu đỏ mình làm. Còn nếu đúng theo bài bản thì mình nấu theo cái hạt y như đậu đỏ nhưng không phải đậu đỏ. Thì video trước mình có nói mình chưa có kiếm được người để dịch cái đậu đó gọi là chét xỉu tẩu. Tẩu nha bạn. Rồi, ăn video sau mình sẽ lấy được tên tiếng Việt cho cái hạt đậu đó nha bạn. Đây là đậu đỏ mình xài, thì ở nhà mình có nấu chè thì mình xài nó luôn. Còn nguyên liệu thêm vô là vi cá này mình có thể về là mình xả ra, video trước mình cũng có làm thì bỏ vô cái thố này, giờ mình chừng trực tiếp qua là có thể dùng được nha bạn. Mình bắt đầu bắt tay vào gì thôi. Trước tiên thì mình phải đi bào vỏ cái này, chúng ta gọt vỏ đi, gọt hết vỏ đi. Rồi nếu mà đậu này thì các bạn nên ngâm qua, còn hôm nay mình nấu canh thì mình không bỏ trực tiếp vô cũng được, rửa qua một cái nha. Nguyên liệu chuẩn bị chúng ta gồm có 500g thịt nách heo, 1kg sắn dây, 200g đậu đỏ và 100g vi cá. Chúng ta dùng cái siêu hoặc cái nồi lẩu gì đó mình nấu tùy thích nha bạn. Rồi bây giờ sắn dây chúng ta cắt vỏ ra, cắt hết tất cả vỏ. Thì ngày xưa người ta thường làm bột mài ra để làm cái bột năng cho trẻ ăn. Rồi bây giờ mình mài ra, chuẩn bị ra pháp trường thành viết cục sắn dây thôi. Rồi chảm. Đây là món ăn hàng ngày của người Hoa. Thì trong tất cả các nhà hàng thì canh hàng ngày gồm chia ra mỗi ngày một món canh. Thì ngày nào là ra canh bữa đó. Thì canh của người Hoa là nấu ít nhất là 2 tiếng đồng hồ các bạn. Còn canh hàng ngày trong nhà hàng lửa than là bắt đun sôi liên tục. Rồi đầu giờ thì bỏ nguyên liệu vô, cuối giờ bán hết. Cứ một ngày như vậy 2 lần cứ bỏ vô, than thì lúc nào cũng sôi đỏ hồng lừng hực lên. Canh của người Hoa khác với người Việt là phải nấu lâu. Còn canh người Việt sôi lên một cái là ok, ăn được liền nha mọi người. Bây giờ mình tiến hành chiên qua cái củ sắn dây. Thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người là một món hơi lạ một chút, mình cho chiên cái củ này đi để biến tấu hơn, có gì lạ chứ làm nó bình thường như mình thì nói làm gì nữa. Mình chiên cái củ này đi để cho tạo độ vàng hơn, cái canh nấu ra có màu vàng hơn. Vì mình xuống đậu đỏ thì nó ra màu đỏ rồi mình không ra được, nhưng cái củ nó ăn sẽ chắc hơn nha bạn. Trường hợp mình nấu lâu quá cái củ nó không bị rã ra, lúc chiên rồi nó sẽ giữ cứng lại, vì chiên khô đi hết nó sẽ cứng lại và cái mùi nó sẽ thơm hơn. Đó là bí quyết nha, kinh nghiệm xương máu mình chia sẻ cho mọi người luôn ở đây. Thì trong cái món canh của người Hoa có nhiều cái người muốn phá cách, muốn đột phá trước khi nấu canh người chiên qua, như là nấm. Thì cái món canh xà lách son của nấu cá lóc cũng đem đi chiên qua nha bạn. Chiên cá lóc cho bạn thôi, chiên xà lách son nha. Đừng nói thầy này dạy làm lum tà la, kim ngân cứ bỏ phân nửa chiên phân nửa luộc là thấy bà luôn đó. Chứ ăn được củ này thôi, mình đi chiên cái củ này để cho có sự khác biệt. Ăn vô bạn sẽ thấy là khác biệt. Rồi đậu đỏ chúng qua cho rửa nước qua sơ, chúng ta cũng không cần ngâm qua đêm. Thì cái món canh này mình nấu rất là lâu, nấu ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Nếu nguyên liệu các bạn nó cắt có quá nhỏ thì hầm trong vòng 1 tiếng là nó đã mềm. Còn các bạn như nó bắp hay là đuôi heo các bạn có thể hầm lâu thì các bạn phải nấu trên 3 tiếng đồng hồ thì hạt đậu này chắc chắn là nhừ hết, giả hết, thì cây canh sẽ ngon hơn. Canh người Hoa là hầm rất là lâu các bạn.
tiêu chuẩn là phải 3 giờ đồng hồ. Chứ 1 tiếng là chỉ nấu theo kiểu live việc nha. Tiêu chuẩn là 3 tiếng nha bạn. Còn các nhà hàng Hoa ngày xưa nấu nguyên một ngày đó bạn. Nấu đầu giờ là nấu sáng sớm 8 giờ nấu cho tới 12 giờ tới giờ cơm rồi bắt đầu chia bán được. Rồi bán trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ sau là xuống đồ nấu tiếp, nấu tới khi nào khách vô là bán tiếp, nấu liên tục vậy đó. Không có tắt lửa. Còn bây giờ thì canh hàng ngày thì nấu đủ lửa rồi tắt rồi để nguội. Khi nào khách tới ăn thì đun sôi để giảm giá thành, giảm ga và thời gian. Thì chúng ta bỏ vô sôi dạo đầu chúng ta vớt bọt ra. Vì kỳ này mình không có luộc sơ qua cái thịt và cái đậu thì chắc chắn nó sẽ lên lên bọt, vớt ra để canh nó bớt đục đi. À, để cho canh nó đẹp hơn thì vớt ra một đợt hai đợt thì bắt đầu đó đợi nhấp lại hầm trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mình vớt ra 3 tiếng sau mình vớt ra thì canh mình sẽ tùy theo mức độ các bạn nấu 1 tiếng hay 3 tiếng để có muốn nó nhừ thịt nó nhừ để vô dẻ hơn, miếng thịt phải dẻ hơn. Thì trong mùa dịch Covid này ở nhà mình chỉ nấu canh, ngày nào mình cũng nấu canh hết đó. Canh này canh nọ, hôm nay mình có canh này thấy là lạ, mình chia sẻ cho mọi người xem để không bị lãng phí thời gian mùa dịch, ở nhà cứ nằm ăn ngủ nằm ăn ngủ. Mùa dịch năm ngoái mình có làm canh mình bán với cá hay là nấm đồ ghi các loại. Năm nay mình ở nhà mình làm YouTube cho các bạn xem. Xem xong các bạn nhớ subscribe, chia sẻ thấy nếu thấy có ích nha mọi người. Nhớ bấm nút hình quả chuông bên dưới nha. Sau khi chúng ta đã hoàn thành thì bây giờ tới giờ hưởng thụ thôi nha. Đây, giới thiệu đến các bạn canh sắn dây huyền thoại. Sắn dây kim ngân nha bạn. Vì sao là kim ngân? Các bạn hãy thử vô là sẽ biết. Hôm nay mình sẽ đặc biệt giới thiệu cho các bạn là món canh của người Hoa. Thì món này thì cô đi chợ Thiết, chợ lớn mới thì gia đình nào cũng có nấu ăn hết. Thì cái món canh này có thể cũng có người bán nước sông nha bạn. Nước sông nha bạn. Sắn dây này là thanh nhiệt cơ thể rất là tốt. Nên mình nấu cho những dịp mùa hè trời nóng bức, oi bức. Các bé ăn ăn những cái đồ chiên, xào, nấu nóng quá thì mình nấu cái canh này là rất là thích hợp để thanh nhiệt cơ thể, để cho nó giải độc gan, độc tố, đồ ăn nó sẽ đào thải đi hết. Rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, tới giờ ăn thôi. Ồ, thịt nè. Hửi cái mùi thôi là có mùi đặc trưng, rất là thơm nha bạn. Hôm nay thì mình cho thêm đậu đỏ thì cái màu canh nó sẽ đỏ hơn chút xíu. DJ.